Báo Hàn Quốc vừa đưa ra một thông tin cực sốc khi cảnh báo đội tuyển Việt Nam có thể mất huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau thành công rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang gây tiếng vang lớn ở quê nhà Hàn Quốc và tờ Korea Times đã đưa tin nhiều câu lạc bộ xứ Kim Chi muốn đưa thầy Park về nước để làm việc. À, ngày hôm qua thì tờ Korea Times đã có bài viết là huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hướng tới thành công. Trong bài viết thì tác giả đã nhấn mạnh là huấn luyện viên Park Hang-seo đã thực sự là trở thành người hùng của đất nước Việt Nam sau khi mà giành được thành công ở các giải U23 châu Á, ASEAN 2018 và AF, AFF CUP 2018. Kể từ khi mà tiếp quản đội tuyển Việt Nam vào năm 2017 thì ông đã biến đội bóng thành một cái tập thể khó có thể bị đánh bại. Những ngôi sao vàng sở hữu không ít tài năng nhưng không phải lúc nào họ cũng nhận được kết quả xứng đáng. Vào tháng 1 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa U23 Việt Nam lọt vào chung kết giải U23 châu Á và họ chỉ chịu thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết. Điều đó đã giúp huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành người hùng, nhưng giờ đây ông đã mang tới điều kỳ diệu khác. AFF Cup là giải đấu lớn ở khu vực Đông Nam Á, dù đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch ở năm 2008, nhưng mà Thái Lan đã chứng minh họ mới là ông vua của khu vực. Thế nhưng Việt Nam đã thay đổi điều đó, họ lên ngôi AFF CUP 2018 một cách thuyết phục. Thầy Park đã có trong tay tập thể gồm các cầu thủ trẻ, họ tập luyện chăm chỉ, có thể chất tốt và có lối chơi mạnh mẽ. Tập thể ấy được tổ chức và có những miếng đánh phản công vô cùng sắc sảo. Nhưng mà mọi thứ vẫn chưa dừng lại, trong quá khứ thì đội tuyển Việt Nam mới chỉ có một lần tham dự ASEAN CUP vào năm 2007 với tư cách là chủ nhà nhưng mà giờ đây thì họ bước vào ASEAN Cup 2019 với khát khao mãnh liệt. À, bên cạnh đó thì tờ Korea Times cũng cảnh báo đội tuyển Việt Nam có thể mất huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà các câu lạc bộ ở Hàn Quốc đang muốn đưa huấn luyện viên này về nước. Vấn đề của đội tuyển Việt Nam là giữ chân huấn luyện viên Park Hang-seo trong bối cảnh mà xuất hiện nhiều câu lạc bộ của Hàn Quốc quan tâm tới ông. Đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc sẽ gặp nhau trong trận uh, siêu cúp giữa nhà vô địch Đông Nam Á và Đông Á sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2019. Đây là một cái dịp mà để thầy Park thể hiện cái tài năng của mình. Đó là câu chuyện của tương lai thì còn trước mắt thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đang tập trung vào giải ASEAN Cup 2019. Nếu mà thành công thì ông sẽ thực sự trở thành huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Trước đó thì báo Hàn Quốc cũng đã thể hiện cái sự nể phục tấm lòng cao cả của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ Sport Seoul đã thực sự nể phục huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà ông quyết định dùng cái số tiền thưởng 100.000 đô để làm từ thiện ở Việt Nam. ngay sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã bay vào Quảng Nam để tham dự cái sự kiện 15 năm công bố điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế mở Chu Lai và buổi lễ này có sự tham dự của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi gặp mặt bất ngờ này thì huấn luyện viên Park Hang Seo nhận cái phần thưởng là 100.000 đô la từ Thaco Trường Hải. Tuy nhiên thì ông đã dành tặng toàn bộ cái số tiền này để góp phần phát triển bóng đá Việt Nam và cho người nghèo. Điều đó đã khiến báo Hàn Quốc cũng rất phải nể phục. Và Ngày hôm nay thì tờ Sports Seoul đã có một bài viết liên quan tới điều này. Họ nhấn mạnh là tập đoàn Thaco đã dành tặng 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam và riêng 100.000 đô la để cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù vậy thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành tặng toàn bộ cái số tiền này để phát triển bóng đá Việt Nam và cho người nghèo. Đó thực sự là một cái hành động cực kỳ đẹp sau khi mà ông vừa là người hùng giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 trong khi đó thì chia sẻ với báo giới hàn quốc thì huấn luyện viên park hang seo cũng thừa nhận là mình không phải là người hùng ngay cả khi vừa tạo nên một cái chiến tích lừng lẫy ông nói là tôi không phải là người hùng tôi chỉ muốn sống một cách bình thường trong vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam trong các trận đấu thì tôi nghĩ mình cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ sau trận thì tôi cảm giác như mình vừa hoàn thành mục tiêu của mình tôi đã nhận được nhiều tình cảm từ cổ động viên việt nam và tôi nghĩ là mình có trách nhiệm để đền đáp cái tình cảm ấy và tôi hài lòng với điều đó. Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, thì huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ chuẩn bị bước vào chinh phục ASEAN Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân ở giải đấu này vào ngày mùng 8 tháng 1 khi mà chạm tra, chạm trán với cả đội tuyển Iraq. Nói đến huấn luyện viên Park Hang-seo thì quả thực là có không ít chuyện để mà nói. À, một tờ báo đã viết rằng là ông là một người từ gánh tội quê nhà đến chức vô địch AFF Cup. À, ngày 18 tháng 10 năm 2002 thì liên đoàn bóng đá Hàn Quốc là KFA đã tổ chức một cuộc họp kéo dài 4 tiếng đồng hồ. À, kết quả sau đó được đăng trên hàng loạt cái đầu báo lớn xứ Kim chi với tiêu đề là Park Hang-seo bị sa thải. 8 ngày trước đó thì Hàn Quốc thua Iran trong cái loạt luân lưu ở bán kết ASIAD à, diễn ra ở thành phố Busan, Hàn Quốc và Lee Young Pyo là một trong những người hùng ở World Cup 2002, sút đúng vào cái điểm nối xa ngang và cột rộng và đưa bóng bay lên trời. À, trên ghế chỉ đạo thì ông Park thất thần. À, đội tuyển vừa vào bán kết World Cup như Hàn Quốc, thành tích của đội trẻ cần phải tương xứng hoặc là không kém xa. Đằng này họ lại ngã ngựa trước thềm chung kết và đó hiển nhiên là một thất bại. Và quyết định của KFA đã được dự đoán từ trước, à, có một kịch bản quen thuộc theo quan hệ nguyên nhân kết quả trong bóng đá đó là nếu mà đội bóng không đạt được kỳ vọng thì huấn luyện viên trưởng sẽ phải dơ đầu chịu báng à, nhưng mà giới chuyên môn đã dự đoán tương lai màu xám với huấn luyện viên Park ngay cả khi ông mới được bổ cái ba bổ nhiệm ông Park là trợ lý thân tín của huấn luyện viên Huthiting ở tại bán kết World Cup tháng 7 năm đó trên sân nhà Hàn Quốc đi một mạch đến bán kết và bỏ lại những cái đối thủ mạnh như là Bồ Đào Nha hay là Italia và thậm chí là cả Tây Ban Nha thầy trò ông Heading đã chỉ dừng bước ở bán kết do thua Đức với cái tỷ số tối thiểu và thành tích đó đã giúp mà trở thành nhân vật nổi tiếng nhất lịch sử thể thao Hàn Quốc. Còn vai trò trợ lý số 1 ông Park cũng không thể phủ nhận. Sau World Cup thì Heading đã trở về Hà Lan dẫn dắt PSV Eindhoven sau theo cái giao kèo từ trước. Ông Park thì được nhấc lên vị trí là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic và KFA là cam kết để ông Park dẫn dắt cho đến sau Olympic 2004 ở tại Athens. Trong cái lễ ra mắt của ông Park một bình luận viên nổi tiếng đã cất lời trên sóng toàn quốc là ông Park sẽ không bao giờ trở thành hitting được. Ngay cả khi đoạt cái huy chương Olympic, ông ấy giống như là người gánh tội của hitting, nhưng không phải người Hàn Quốc nào cũng nhận ra điều đó. Chiến tích ở của Hàn Quốc tại World Cup đã truyền cảm hứng cho nhiều người để lại dư vị cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng mà thành công được ví như phép màu của Hiddink đã bị trôn lẫn bởi những cái tiếng còi méo trên sông và trên sân cỏ và cái bê bối sau cái hậu trường. Giới chuyên môn sớm nhận ra kỳ vọng của người hâm mộ dành cho bóng đá Hàn Quốc bị thổi phồng. Hiddink đã ra đi trong vinh quang và bỏ lại bóng bóng chỉ trực vỡ tung mà thôi. Ông Park mang theo cái tấn áp lực vào ASEAN, lối đá phòng ngự phản công của Hàn Quốc tại World Cup đã được uh, truyền tải ở ASEAN uh, thông qua ông Park. Hàn Quốc chỉ thủng lưới hai bàn uh, qua 6 trận ở tại giải và sạch lưới trong vòng uh, knock out, nhưng mà như thế chưa đủ để giữ chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Vai trò của người hùng ở World Cup uh, bị ông uh, ông bị biến thành cái vật tế thần mới vài tháng trước khi mà bị sa thải thì ông park còn được ví như là thủ lĩnh ngầm của hàn quốc ở tại world cup sau khi mà hang sun hong mở tỷ số ở trận gia quân gặp ba lan anh chạy đến khu huấn luyện để ôm trợ lý park chứ không phải là huấn luyện viên trưởng hitding bản thân ông hitding thì sau trận cũng hôn liền mấy cái lên chán của ông park để mà mừng thắng lợi và cái cử chỉ tình cảm đó đã xuất hiện quá nhiều trên tv khiến cho vợ ông park là bà chia sang nga đã phát ghen À, tôi cứ tưởng à, tôi là một người duy nhất được phép hôn lên chán chồng mà thôi bà đã hóm hình chia sẻ như vậy à, được xem như bộ não trong chiến tích của hàn quốc nhưng mà ông park không bao giờ thừa nhận à, tôi không phải thủ lĩnh ngầm à, tôi chưa thể sánh được với hít à, tôi chỉ thường à, mở băng à, để mổ xẻ cái trận đấu à, ba lần để tìm ra cái yếu nhược điểm của đội và chuẩn bị cho cái trận kế tiếp mà thôi à, ông nói vào mùa hè năm 2002 nghìn nhưng mà đến khi mà thành công cùng với bóng đá Việt Nam thì ông lại coi trợ lý Lee jong in là một bộ não. Triết lý bóng đá và cung cách huấn luyện của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng được hình thành khi mà ông còn còn rất trẻ. Trước khi mà theo cái sự nghiệp của đùi áo số thì ông là sinh viên khoa giáo dục thể chất của Đại học Y tế Hanyang niên khóa 2 niên khóa 1977 và 1981 và học tập trong cái môi trường ngành y giúp ông chú trọng hơn đến cái yếu tố thể lực. Và chàng cử nhân giáo dục thể chất cũng tỏ ra tâm lý trong cái việc mà xây dựng quan hệ thầy trò. À, trong khi các huấn luyện viên ngoại đều chê cầu thủ Việt Nam là thể lực kém và cần phải cải thiện thì à, ông Park chưa bao giờ nói như vậy. Cầu thủ Việt Nam có một số các đặc điểm không thua kém gì Hàn Quốc, đó là chính là tốc độ, kỹ thuật và phần nào là thể lực. Ông nói trong cái phỏng vấn như vậy và tháng 1 năm 2000 à, 2018 Nhà cầm quân 59 tuổi luôn đánh giá cao cái uh, uh, cái hình ảnh của học trò uh, để mà uh, giúp cầu thủ tự tin để mà phát huy tối đa cái khả năng của mình. Và quả thực là đội bóng nếu mà bị coi là yếu thể lực thì chắc chắn không thể đặt ra những cái chiến thuật một cách bùng nổ ở uh, trận ở cuối trận như là khi gặp Philippines ở bán kết lượt về AFF Cup cả. Ông cũng khiêm tốn uh, chối bỏ cái công lao mà đã giúp cải thiện thể lực cho tuyển Việt Nam. À, tôi chỉ khuyên họ uống sữa và ăn thêm đậu phụ đồng thời là có cái chế độ ăn uống hợp lý sau trận đấu ông à, bổ sung như vậy với ông Park thì à, chất đạm đóng vai trò then chốt trong dinh dưỡng thể thao và được bổ sung nhiều đạm sẽ giúp cơ bắp nó săn chắc hơn tạo cái lợi thế trong môn thể thao đối kháng mạnh như là bóng đá còn à, khi là các cái, khi còn là cầu thủ ấy, thì ông Park cũng chỉ cao có một mét sáu nhưng mà đồng đội đã, đã đặt cho ông một cái biệt danh là Abari, đó là cái tên gọi dựa trên trên cái món ăn mà giàu đạm với thịt bò nướng kèm với trứng ốp la. Họ hiểu rằng là ông Park luôn có cái năng lượng để mà quần thảo ở trên sân cỏ. Vị trí thi đấu của ông Park là tiền vệ trung tâm. Ông nổi bật với cái lối chơi đơn giản mà hiện đại, đó là truyền nhiều và nhanh. Tuyển Việt Nam đã mang cái dáng dấp của ông Park ngày nào? các cái tiền vệ trung tâm không nhất thiết là thể hình phải tốt nhưng mà có ý chí chiến đấu và luôn chuyển bóng ở cái tốc độ cao hùng dũng đức huy hay là quang hải chính là cái mẫu tiền vệ điển hình với huấn luyện viên park huấn luyện viên park và tuyển việt nam đã tạo nên sự hòa quyện tuyệt đối khi ông Park ra mắt người hâm mộ Việt Nam vào tháng 10 năm 2017 thì không ai dám chắc tương lai của ông với đội tuyển sẽ có màu gì. Nhưng mà sau khi đưa đội U23 vào chung kết châu Á rồi đội Olympic vào bán kết ASEAN và đội tuyển vô địch AFF Cup 2018 thì ông Park đã trở thành ân nhân của bóng đá Việt Nam. Phép màu Park Hang-seo tác động ngược lại trở về Hàn Quốc. Các trận đấu của Việt Nam được chiếu trực tiếp trên đài SBS và mang lại cái tỷ suất người xem một cách kỷ lục. Huấn luyện viên Park cũng trở thành một nhân vật tiêu biểu trong năm của Hàn Quốc theo bình chọn của Hiệp hội Báo chí và tại AFF CUP 2018 thì Thái Lan với chiều cao trung bình của đội sấp xỉ khoảng 1m80 nhưng mà đã phơi bày nhiều cái lỗ hổng về tư duy kỹ chiến thuật. Malaysia có cái sức mạnh của tinh thần nhưng mà chỉ biết tấn công ở biên và đua về thể lực. Còn Việt Nam thì mỗi trận đấu luôn mang lại cái sự bất ngờ và gắn kết trong phòng ngự, đường nét trong phản công. Và trong tay áo thì ông Park luôn có những cái ngón nghề mà tùy vào đối thủ thì ông sẽ tung ra và áp dụng. Đó chính là cái kinh nghiệm đúc kết được của một nhà cầm quân gần 30 năm kinh nghiệm nơi ông dẫn dắt đội bóng và thường thành công hơn với những cái nhiều tiềm năng chứ không phải là đội có số má. Tôi không hiểu sao bản thân là người được lựa chọn của Việt Nam. Huấn luyện viên Park đã từng nói Hàn Quốc đang có nhiều huấn luyện viên trẻ tài năng hơn À, tuổi của tôi có lẽ nên tính đến việc giải nghệ nhưng mà khát khao à, ở ra nước ngoài cầm quân vẫn như là một cái ngọn lửa hừng hực ở trong tôi và bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực. À, hôm nay trong cuộc đời chinh chiến ông đã có chức vô địch đầu tiên với một đội tuyển quốc gia. À, đôi khi hạnh phúc thường đến bất ngờ như chuyện tình giữa ngài Park và bóng đá Việt Nam vậy.